Thì khác nghĩa là thì đứng bản sanh, đứng đó để mà bản sanh. Thành ra cái sự tự tại của các vị pháp viên thì thấy là rõ ràng rồi. Thành ra chúng ta cũng nên mà nghi ngờ vấn đề đó. Thì bây giờ đây chúng ta nói về cái tâm thứ năm đó là tâm an ổn. Cái tâm an ổn đây là cái tâm bình lặng, cái tâm nó gần như tự tại vậy đó. Nghĩa là chúng ta có một cái tâm mà làm sao mình Phật ở trong một cái tâm trạng là thoải mái. Nhất là chúng ta đừng có bị bận biểu một cái gì hết. Chúng ta niệm Phật là chúng ta chỉ biết niệm Phật thôi, chúng ta không biết để ý cái chuyện gì ở bên ngoài á. Tại vì bình thường thì chúng ta nghe nhiều cái dư âm lắm, nhiều cái chuyện này chuyện kia chuyện nọ, thành ra nó chiêu phối cái sự niệm Phật của mình. Mà khi niệm Phật á, mình quyết trừ bỏ tất cả cái duyên bên ngoài á, thì tự nhiên cái sự niệm Phật của mình nó đang lại cái lại cho mình một cái sự an ổn rất là tuyệt đối. Nhờ cái tâm an ổn đó cho nên mình sáng suốt, mình thấy mình là cái người đang niệm Phật, rồi mình biết được cái cảnh giới mà mình sẽ đi tới, mình tin tưởng rằng công đức niệm Phật này thì chắc chắn là bạn sanh y như cái lời thuyền nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thành ra cái vấn đề mà tu pháp môn niệm Phật này, mà chúng ta mà nắm hết tất cả một cái bí quyết, một cái ưu điểm của nó, thì chúng ta coi như chúng ta nắm cái phần bản sanh ở trong tay à. Thật sự mấy vị thiền sư hay là mấy vị mà pháp sư đó, người ta một khi mà người ta có tin tưởng niệm Phật rồi thì người ta thấy nó y hệt như thiền. Khi một người mà tu thiền á, quý vị biết, khi mà người ta đã định được tâm rồi, người ta đã xúc được cái bản thể, xúc được cái linh hồn của người ta ra bộ của bản thể, thì người ta tự tại, người ta muốn đi lúc nào người ta đi, người ta không có bận biểu một cái gì đó. Thành ra cái vấn đề mà tu tập mình làm sao mình phải xây dựng niềm tin từ trong những cách hành trì và tin cái lời Phật dạy và tin cái lời thuyền nguyện của các đức Phật, thì chúng ta nắm vững được cái điều đó thì chúng ta ra đi có tự tại, có gì trở ngại chúng ta. Thì mình muốn biết cái an ổn tâm nó có cái giá trị gì, thì ở đây mình sẽ nghe Đức Phật ngài dạy về cái thế nào là an ổn tâm. Này Nguyệt, ngươi niệm Phật trong khi xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật phải phát khởi tâm trí bất động. Cái tâm trí bất động là cái tâm trí là trong khi mình niệm mình phải động nữa. Mình niệm mình không động là mình không bị chi phối bởi bên ngoài. Tại bên ngoài bây giờ người ta có làm gì làm thì cái đó là chuyện bên ngoài. Còn khi mình chú tâm vào mình niệm Phật thì tự nhiên mình thấy cái sự an ổn của mình đó là cái tâm mà còn bất động. Phải phát khởi tâm trí bất động, kiên cố không thối chuyển. Kiên cố nghĩa là bền bỉ chắc chắn, rồi không thối chuyển nghĩa là không có lúc giải đãi, không có lúc tinh tấn, không có lúc trì trệ, gọi là không thối chuyển. Tức là lúc nào cái con niệm Phật nó đều đều ra như vậy. Cái miệng niệm Phật, tai nghe tiếng niệm Phật, tâm nghĩ đến Đức Phật, như là ba nghiệp mình đều thanh tịnh hết. Như vậy thì cái câu niệm Phật nó công đức vô lượng. Bởi vì mình niệm Phật mình thiếu cái tam nghiệp mà đang thanh tịnh, cho nên cái tiếng niệm Phật của mình nó bị rời rạc, nó bị mở rất là nhiều quá. Thì cái đó đó Đức Phật ngài gọi là an ổn tâm. Thì an ổn tâm thì nó có một giá trị là nó giúp cho cái tiếng niệm Phật của mình đã tăng trưởng thêm cái phần công đức, chứ nó không phải là lưu sụp. Do đó mà cái tiếng niệm Phật của mình thay vì nó thiếu cái cường độ để mà khích lệ mà mình đi tới cái cảnh Tây Phương, thì cái sự an ổn tâm, cái sự bình lặng của tâm, cái sự mà vô tư của tâm, cái sự mà bất động của tâm, nó khiến cho mình nghĩa là trở nên một cái con người mà kêu bằng mặc nhiên mà mình sẽ đi trên con đường mà để tiến về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thì đó là một cái điều mà nghĩa là do mình nghĩa là hiểu biết, mình tu tập trong cái sự nhận thức rõ rệt mà qua cái lời dạy của Đức Phật mình thấy rất là hay. Mình không có một cái gì mà ngăn ngại được, khi mà mình tạo được cái tâm an ổn rồi thì không được còn nói gì những tâm những đức và nó thành tựu cho mình thôi. Mình an trụ nơi Bồ Đề Tâm cũng phải giúp người khác an trụ nơi Bồ Đề Tâm. Khi mà cái tâm mình an ổn á thì mình biết cái nhiệm vụ của mình.
cho mình biết cái trách vụ của mình, rồi mình biết cái con đường của mình đi, và mình biết cái bổn phận mình phải làm. Thường thường những người mà tu hành chân chánh ấy, người ta lúc nào người ta nghĩ cũng nghĩ đến cái Bồ Đề Tâm hết. Vì cái Bồ Đề Tâm là cái mấu chốt để mà thoát khỏi cái sinh tử luân hồi này. Một người tu hành kiểu gì nữa mà không phát khởi Bồ Đề Tâm, không giữ vững Bồ Đề Tâm, không tha thiết cái Bồ Đề Tâm, không bền vững cái Bồ Đề Tâm, thì người đó có thể mất Bồ Đề Tâm. Mất Bồ Đề Tâm rất là dễ dàng. Ví dụ chúng biết là tại sao mà cái mật tạng ở trong cái mật giáo á, mà Đức Phật Ngài luôn khẳng định là tức tâm tức Phật, nghĩa là một đời là được, nghĩa là giải thoát. Tại sao như vậy? Tại sao mà với mật tâm người ta quyết định được một đời đó, nó được giải thoát? Là tại vì cái về mật tâm á, nó quan trọng nhất là cái Bồ Đề Tâm. Nó quan trọng đến cái độ mà nó nói cái cơ hội mà bị mất cái Bồ Đề Tâm của mình á, rất là dễ, mà cái cơ hội mình giữ cái Bồ Đề Tâm nó rất là khó. Cho nên ngài Bảo Quang Ca đó là một người đã thuyết về cái pháp Nam Riêng trong vòng 21 ngày, mà ngài nhấn mạnh cái Bồ Đề Tâm hết 2/3 cái quyển sách của ngài nói rồi. Thành ra mình thấy cái Bồ Đề Tâm nó rất là quan trọng. Ngài nói rằng một người mà tu sĩ á, mà chỉ cần cởi cái pháp phục của mình ra thôi, rồi mặc cái pháp phục của cái y phục của đời thôi, là người đó đã vô tình đánh mất cái Bồ Đề Tâm. Vì biết là trong cái đạo tràng của ngài Tiêu Hóa Đạo Sư đó, là tất cả chư tăng đều nghỉ 24 tiếng, đều mặc y, tức là cái áo hầu không nói làm gì, cái áo vàng không nói làm gì, cái y cài sa của Đức Phật ban là gồm có ba cái y đó, là bắt buộc phải mặc một trong ba cái y đó. 24/24, 7 ngày/7 ngày, nghĩa là suốt năm cùng tháng, cái y không bao giờ rời cả năm. Mà Đức Phật ngài cũng dạy rồi, ngài dạy cái y là một cái cứ mà mang cái ý nghĩa rất là thiêng liêng. Mà Đức Phật ngài nói là cái y là biểu trưng cho cái phước điền, mà người nào mà rời bỏ cái phước điền thì người đã không nhận được hạt giống công đức. Mà khi không nhận được hạt giống công đức thì người đó làm gì mà cầu mong giải thoát được. Thành ra Đức Phật ngài nói là y không rời thân. Mà quả thật bây giờ phút này thấy mình nói thật cho quý vị biết là người ta lơ là, đôi khi người ta lơ pháp tòa, người ta giảng pháp, người ta không mặc y nữa, người ta dần dần rồi đó, người ta tự nhiên người ta coi thường cái y. Nhưng mà ở những cái đạo tràng mà kêu mà như là có những cái bậc thánh, hoặc là có những cái bậc mà cao tăng đắc đạo, người ta luôn luôn dạy dỗ cái những người mà ở trong chúng đó là luôn luôn rời cái y, tăng cũng như ni thì không bao giờ rời cái y đó. Thì điển hình là đạo tràng của ngài Tiên Hóa Đạo Sư ở tại Vạn Phật Thắng này, thì bây giờ không còn cái truyền thống đó, không bao giờ rời cái y. Ngày xưa không bao giờ cái y, thì Đức Phật ngài dạy cái đó mà chư tăng chấp hành rất là nghiêm chỉnh. Tại vì cái thời đó không phải y như bây giờ. Cái y như bây giờ là cái mảnh vải bên ngoài người ta mặc, rồi người ta có cái hậu bên trong, rồi người ta có cái áo bạc hò bên trong nữa, rồi thân thể người ta được bảo vệ nhiều lắm. Cho nên cái cởi cái y ra là người ta còn cái pháp phục khác, cho nên người ta không có sợ. Còn cái thời Đức Phật á, quý vị biết không, cái y của thầy Tỳ Kheo là cái mảnh vải đó, duy nhất một mảnh vải quấn ngang người và còn rất kỹ ở trong cái tay trái, rất chặt. Mà hỏi một buông cái tay trái đó rồi là cái y nó xúc ra là cái người đó lõa lở, cái người đó sẽ không còn cái gì mà kiểu thuần tí là một vị tăng thanh tịnh, tức là cái thân thể nó lõa lồ. Đang cái y lúc đó đó người ta rất quan trọng, người ta làm việc người ta cũng quán cái y, người ta ngồi thì cũng quán cái y, người ta làm cái gì nhắc cử nhắc động đều quán cái y đó. Nhưng cái y đó không thể nào rời tăng được, vì rời tăng là mình sẽ trở nên lõa lồ. Cho nên cái người tu sĩ cái thời của Đức Phật đó thì mặc cái một cái y một thôi mà không có cái gì bên trong nữa hết, thành ra họ giữ chặt cái y lắm. Còn cái thời đại bây giờ đó lần nó xa Phật rồi đó, thành ra từ Trung Quốc tới Việt Nam tới các nước ở chung quanh đó,
khởi nguồn từ Trung Quốc có lẽ. Là người ta trước khi mặc y, người ta mặc cái vạt hò, rồi ngoài cái vạt hò người ta mặc cái hậu, rồi ngoài cái hậu người ta có cái y vào. Thành ra cái y đó có đôi khi người ta xếp lại, người ta để trong cái đậy, rồi khi nào mà có lễ đặc gì người ta phải khoác cái y đó vô. À, thành ra cái đại thừa của Phật giáo nó có nhiều cái sơ hở, mà mình nói thật ra thì cũng do thời gian biến đổi, rồi cái giới luật của Đức Phật lỏng lẻo từ từ. Thì bây giờ cái tình trạng đó mình không thể nói được, nhưng mà mình nên nhớ rằng cái y là một cái vật mà tiêu biểu để mà ám chỉ cho biết rõ một người đang theo con đường của Đức Phật. Còn giờ cái y ra người ta không biết mình là cái gì nữa. Tại ai cũng thấy mặc con áo hầu được, ai cũng thấy mặc nghĩa là áo tràng được. Thành ra rời cái y ra người ta không phân biệt được là tăng đó là tăng hay là tục. Thành ra cái y là cái biểu trưng của Đức Phật. Thành ra cái đó nó gắn bó với Bồ Đề Tâm. Thành ra mình gần cái đó, mình mặc cái đó, mình luôn luôn không rời cái đó, thì cái Bồ Đề Tâm của mình là không mất. Thì ở đây cái sự an ổn tâm là cái tâm mà mình không bị vướng bận cái gì mà mình có thể nghĩ là xấu hổ hay là nghi ngờ cái gì hết. Tại vì cái y của Phật á, mình đã nghiêm chỉnh với chấp hành rồi, mình luôn luôn mặc trên người rồi. Mình đi làm, mình ngồi thiền, mình quét sân, mình chấp tác, mình làm cái gì đó, mình đều không rời y, thì cái tâm mình tự nhiên nó yên ổn. Mình không có bị một cái gì mà nó làm cho mình nghĩ là bị phân tán hay chế ngự. Nên con người mình đã được an ổn thì cái Bồ Đề Tâm nó mới sống, nó sống động. Và cái một người mà cái Bồ Đề Tâm nó sống động rồi đó, thì người đó đem cái Bồ Đề Tâm ra để chỉ vẽ cho người khác, để làm cho những người khác cũng hướng về Bồ Đề Tâm, và bày vẽ cho người khác một cách hành trì Bồ Đề Tâm như thế nào, cách làm cho cái Bồ Đề Tâm cũng bởi những lần, thì cái con đường giải thoát và cái người tu hành đó giữ nó sẽ đi mãi và đi thẳng tới cái nơi cái chỗ mà cứu cánh của đó. Và mình rốt ráo xa rời giận hờn tranh cãi cũng phải khiến người khác nhẫn nhục nhu hòa nên tâm được an ổn. Cái vấn đề mà tu tập á, sở dĩ mình được an ổn là mình không có căm hận cái gì hết. Vì biết không, cái vấn đề mà an ổn của tâm nó quan trọng lắm. Là từ những cái sinh hoạt hàng ngày như trong những cái môi trường nào cũng vậy. Và nếu mà mình không cảm thấy có một gì ân hận á, thì tự nhiên cái tâm mình an ổn lắm. Thành ra cái pháp sám hối mà Đức Phật ngày dạy á, là để giúp cho cái tâm an ổn chứ gì hết. Khi mà cái tâm quý vị an ổn là quý vị thấy sung sướng, gần như là quý vị nhập vào cái cảnh giới nước bàn vậy đó. Tại vì cái tâm an ổn của mình á, mình không thấy bận động một cái gì nữa. Mình không thấy có cái gì mà nó làm cho mình phải bấn loạn, làm cho mình phải suy nghĩ, làm mình phải văn văn, làm ân hận hay là cái gì. Cái tâm mình vô cùng an ổn. Thì nên khi mà mình được cái mà kêu mình không còn giận hờn, mình không còn tranh cãi, mình nghĩ là hoàn toàn nhu hòa được, thì lúc đó là cái tâm mình nó trở nên tĩnh lặng. Và lúc đó mình mau nghĩa là đạt được cái kết quả. Mình phải buông bỏ pháp phàm ngũ điên đảo, cũng phải đưa người khác tới địa vị thánh giả siêu việt nên tâm được an ổn. Mình siêng tu thiện căn vô lậu, thu hướng nước bàn, cũng phải khiến người khác hủy diệt các mạng lưới vũ lục trói buộc nên tâm địa ngộ. Bởi vì nói tóm lại là mình tạo được một cái gì cho cái tâm mình an ổn thì mình có thể chỉ dạy cho người ta dễ dàng hơn. Một vị pháp sư mà lên pháp tòa nói pháp đó, thầy thí dụ như cái vị pháp sư đó không có ăn chay được, không ăn chay được, thì vị pháp sư đó không mạnh miệng để khuyên người ta ăn chay, bảo đảm 100%. Không có mạnh miệng khuyên người ta ăn chay, mà chỉ nói mép mép là nói quý vị ăn chay, ai ăn mặn gì cũng được. Quý vị nghĩ rằng Phật không có báo bắt buộc chúng ta ăn mặn để giải thoát. Trong kinh Phật không có nói cái nào ăn mặn là gì đó. Thì với pháp sư mà không ăn chay được thì làm sao mà lên pháp toàn mà khuyên bảo người ta ăn chay được, rồi quý vị thấy rõ ràng cái gì rồi. Thành ra xưa nay mà tại sao mà cư sĩ không dám lên pháp toàn để mà thuyết pháp, là vì thì tư sĩ đó chỉ có 5 giới à.
mà nam giới đôi khi cũng lè phè rồi khi giữ khi không, thành ra lên pháp tòa không có nói được pháp. À, còn thầy tỳ kheo mở lên là nói pháp mạnh miệng, họ nói một cách cứng nhắc, họ nói từ thực chứng của tâm hồn của họ, thì họ nói rất là cứng. À, thì quý vị thấy cái điều đó đều hiểu rằng khi một cái tâm mình mà được an ổn thì mình giúp đỡ hữu tình rất nhiều, mình làm cho hữu tình nhìn mình như là một thần tượng vậy đó. Mình cái oai nghi, cái đức tướng mình có, mình đang mình làm thì người ta nhìn mình cách khâm phục, rồi người ta nghĩ là quy hướng về mình cách dễ dàng. Có những vị pháp sư mà họ học được không có, họ không có cái điểm gì mà ai hết, mà họ chỉ có một cái tâm an ổn thôi, một cái định lực kiên cố thôi, mà họ làm cho tín đồ mà phải quy hướng, phải nể về, rồi tin theo. Thành ra cái đức tướng của một vị tu hành là rất là quan trọng, cái cần thiết lắm. Mà mình tu sĩ tại mình cư sĩ tại gia đó, mình không phải là không có cái điều kiện đó. Nếu mà mình luôn luôn áo tràng mà sống chuỗi, luôn luôn niệm Phật và luôn luôn là làm lành lĩnh giữ, luôn luôn giữ năm giới thanh tịnh và luôn luôn sống ở trong cái điều kiện mà tất cụ của người tại gia, thì tâm mình cũng an như vậy. Mà mình nói pháp cũng là có thể cho những người lân cận nghe và họ cũng nể vì mình. Đâu phải là một tu sĩ mà không có giá trị gì đâu. Tu sĩ là con người mà đang kế cận học pháp để mà bảo hộ pháp. Thành ra cái giá trị của người tu sĩ rất là hay nếu mà nó biết phát huy đúng mức của nó. À, mình đã sinh ra tại nhà Phật cũng phải dẫn dắt người khác vượt qua hầm dục lạc trở về với bảo sở. Quý vị biết bảo sở không? Cái danh từ này nhiều việc mình không hiểu. Cái bảo sở là cái chỗ mà của mình, cái chỗ mà kêu mình từ đó mình ra đi. Quý vị biết trong cái Phật giáo dạy mình đó, đơn giản lắm, một cái con người của mình mà khi mình đi tu mà để về một cái nơi nào đó, Đức Phật Ngài nói chỉ là trở về thôi. Trở về thôi. Tại sao là trở về? Tại vì mình từ đó mình ra đi mà. Cái chỗ đó đó, mình ra đi đó, là bảo sở của mình đó, là nó thuộc về cái gì quý báu nhất của mình. Chứ không phải là mình tới Tây Phương Cực Lạc rồi mình tới một nơi chúng hoàn toàn xa lạ. Thật ra là quê hương Cực Lạc mới là quê hương của mình. Cái chỗ Cực Lạc mới là quê hương của mình. Còn cái chỗ này là cái chỗ đầy đọa của mình. Nhưng mà có người bởi vì mê trong cái cuộc đời này, cái sự trầm luân này, không nhận ở đâu ra cái chỗ nào là chỗ của mình và chỗ nào là chỗ tạm bợ. Bởi vì người ta nói khi mình ở đây, mình sống trong cái cuộc đời này là mình chỉ tạm bợ thôi, thưa quý vị. Mà khi mình chết rồi đó, mà mình có tu tập rồi và có thực chứng thì mình mới thật sự là trở về. Mới thực sự là trở về. Quý vị đừng có mong rằng chúng ta tái sanh lại là một con người rồi chúng ta rút kinh nghiệm rồi tôi tu tập từng. Vì cái đó là cái mà nó quá mê rủi. Mình nó giống như cờ bạc vậy đó. Làm sao mà mình có thể trở lại cái thân phận của con người để mà tu tập, trong khi chính đời này mình mang cái thân người mà mình không tu tập nổi. Thì tôi hỏi làm sao mà mình có thể tu tập được sau khi mình bỏ cái bản thân này, trừ phi mà mình chứng đắc được, mình chứng đắc được cái gì trong cuộc đời này. Thật ra bây giờ mình lỡ mang cái thân người rồi, mình lỡ chịu một cái nghiệp chướng rồi, mình nhận thức được sự đau khổ rồi, thì mình ngay bây giờ đó, mình hãy nỗ lực thôi. Nỗ lực mà tìm một cái sự an ổn nào của tâm hồn, rồi từ đó mình mới làm cái nền tảng để mà hướng mình. Sự an ổn này, thưa quý vị, cộng với cái tin được Phật, nó tạo nên một đức ghê lắm. Thật ra 10 cái tâm mà Đức Phật Ngài dạy mình gọi là 10 cái tâm thù thắng. Chúng ta chỉ cần chứng đắc một cái tâm thôi, một cái tâm thôi, 10 cái tâm, 9 cái tâm kia nó sẽ theo cái tâm mình chứng đắc này. Cũng như lục độ ba la mật vậy đó, cũng như một lục độ ba la mật mà chúng tu đó, chúng ta tưởng chúng ta phải chứng đắc hết lục độ ba la mật sao? Chúng ta chỉ tu một cái ba la mật thôi là chúng ta chỉ chứng đắc được 5 cái ba la mật đi. Thì cũng như Đức Phật Ngài dạy trong kinh Thủ Đức Nghiêm sao? Chúng ta có 6 căn. À, 6 căn này do cái nghiệp chướng chúng ta mà nó đóng nó mở, thì chúng ta tu tập, quá trình tu tập đó, chúng ta mở được một căn thôi là 5 căn kia nó mở theo, là chúng ta chứng đắc tròn tròn nghiệp tròn dạng. Thành ra cái gì cũng vậy, trên con đường tu tập của mình đó, mình không phải tu hết. Nếu tu hết thì con người ta khó tu lắm, không có thể tu được.
Nếu mà nói rằng ba la mật, sao ba la mật mà mình tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ, mình tu không nổi. Mình chỉ tu một cái thôi, một cái mà mình làm rốt ráo thì năm cái kia nó cũng dính trùng trong nó và nó sẽ được giải thoát theo cái con đường rốt ráo mà mình đã tu. Ví dụ quý vị bố thí, quý vị bố thí mà quý vị phải nhận thức cái sự bố thí của mình là cái ý nghĩa gì. Mình bố thí, mình tập làm sao mà cái con người mình không thấy có sự bố thí, không thấy có vật mình bố thí và không thấy có người nhận cái sự bố thí của mình. Thì bố thí đó gọi là bố thí không tứ, không chấp tứ, thì cũng gọi là bố thí ba la mật. Với mình làm rốt ráo cái điều đó thì mình chứng đắc được cái bố thí ba la mật, tức là cái bố thí đến bên bờ bên kia. Nó tu một hàng bố thí đó không làm gì nhiều. Xưa nay có vị Bồ Tát người ta làm những cái hành mà rất đơn giản, mà mình không ngờ rằng chính cái đơn giản nó đưa người ta đến cái vị thánh đức. Ví dụ như có vị Bồ Tát ở trong cái cuốn truyện mà Đường Mây Trên Đất Tuyết, cái vị Bồ Tát đó sanh vào cái thời của ngài Hữu Văn Hòa Thượng. Khi ngài Hữu Văn Hòa Thượng ngài đến một cái vùng đó, ngài đi lại Tam Bồ Tát Quán, ngài đến một cái vùng đó thì ngài gặp cái vị Bồ Tát đó. Khi làm quen rồi đó, hỏi ăn rồi, thì vị Bồ Tát nó nói là tôi đã ở đây 60 năm rồi, 60 năm rồi tôi ở cái làng này. Ngay từ hồi nhỏ khi tôi xuất gia, tôi tu tới năm tôi 20 tuổi tôi thọ giới tỳ kheo. Xong rồi tôi có dịp đi ngang qua cái làng này, tôi thấy ở đây đường xá đồ loang lổ mà không có ai sửa chữa. Cho nên tôi phát nguyện tôi ở đây tôi sửa chữa. Tôi sửa chữa mãi mà 60 năm nay vẫn chưa xong. Và tôi định tôi sửa những cái con đường này cho tới chết. Thì quý vị nghĩ rằng cái con người như vậy, họ dám ở lại một cái ngôi làng để họ sửa chữa những con đường ở trong cái ngôi làng đó, mà họ thuê nghiền, họ sửa chữa cho đến chết. Thì quý vị nghĩ cái tâm nó như thế nào, mà cái con người nó sẽ như thế nào. Thầy giả dám bảo đảm 100% là cái đó là cái hạnh Bồ Tát. Và cái con người mà làm được cái hạnh đó là con người đã sẽ chứng đắc toàn diện, chứng đắc rất là đẹp đẽ. Tuy nhiên một cái hạnh mà kêu mà đắp đường sửa lộ là cái công đức nó kinh khủng lắm. Mà người đó là tinh tấn làm, rồi người đó lại trì trí làm, người đó lại như là tha thiết làm cái nghiệp vụ đó, là thề nguyện làm cho đến chết. Thì làm sao mà mình bảo đảm được người đó có thể thành tựu được cái gì? Đâu có phải là chúng ta tu pháp môn này tu pháp môn nọ, chúng ta ngồi thiền cái định tâm hay là cái gì mà chúng ta mới chứng đắc. Chúng ta chỉ làm một cái hạnh Bồ Tát thôi mà làm cho rút ráo thì chúng ta có thể chứng đắc được một quả. Thì xưa nay là chúng ta học những kinh sử chúng ta thấy cái điều mà chứng đắc mà thành tựu một cái gì đó thì do cái tâm mà tinh tấn trì trí và chuyên cần, chứ không phải là do tu cái này hay cái dở hay là cái gì đó. Mà do gì cũng chuyên cần, thành ra trở về cái vấn đề mà chúng ta niệm Phật cũng như vậy. Khi mà chúng ta kết hợp được tâm yên ổn rồi và cộng với công đức niệm Phật thì chúng ta sẽ làm nên một kết quả tuyệt mỹ, và cuối cùng cái sự nghiệp vãng sanh chúng ta nắm chắc ở trong bàn tay. Thành ra cái quyển sách này mà nói về niệm Phật ba la mật là chúng ta đã biết là ngay cái tự đề đó là chúng ta đã thấy được Phật ngài, nghĩa là giải bày chúng ta biết cái con đường mà đi tới cái chỗ tận cùng đó. Đức Phật ngài không nói cái niệm Phật, mà tại sao ngài nói cái niệm Phật ba la mật? À, vì niệm Phật á gắn liền cái ba la mật là niệm Phật cái tấn là tu căn. Như vậy là cuốn kinh này là dạy chúng ta niệm Phật đi tới giải thoát, đi về tới cõi Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải dạy chúng ta niệm Phật để mà tạo cái công đức gì đó tái sanh là cuộc đời sống một cuộc đời hạnh phúc khác. Không có, là ngài dạy rốt ráo trong cuốn kinh này 17 lần Đức Phật ngài xác định niệm Phật sẽ thành Phật, niệm Phật sẽ thành Phật.
tức là niệm Phật được sang về Tây Phương Cực Lạc, thì các bảo vị Phật đã nắm trong tay rồi, không có thối chuyển nữa. Khi mình về thế giới Tây Phương Cực Lạc là mình không có thối chuyển nữa, cho mình có thể thành tựu cái Phật Đạo ngay trong kiếp sống mà mình được vãng sanh. Thành ra niệm Phật mà với cái tâm thái an ổn như vậy, cho nên Đức Phật Ngài nói đây là cái pháp mà gọi là chân chánh niệm Phật. Chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật Ngài không nói niệm Phật suông, mà Ngài nói niệm Phật phải kết hợp với 10 cái tâm tu thắng. Thì cái an ổn tâm là một trong 10 cái tâm tu thắng. Nếu mà chúng ta tu rốt ráo cái tâm an ổn này, chúng ta giữ vững được Bồ Đề Tâm, mà chúng ta làm cho mọi việc nó đều sáng tỏ ra, và chúng ta được một cái tâm thể tự tại, thì cái đó bản sanh là do quyết định của chúng ta, đi ở là do anh. Còn niệm Phật nhiều hay ít là được cái phẩm vị cao Phật, nó không còn ngang ngại nữa. Thì chúng ta thấy không, một cái pháp trong 10 pháp thôi, mà nếu mà chúng ta ứng dụng được thì chúng ta thấy con người chúng ta được tự do. Hiện tại bây giờ đó, phải nói là chúng ta được tự do rất nhiều, được tự do tu tập, được tự do sinh hoạt. Có thể là nói một cách vui là chúng ta được tự do tạo nghiệp nè. Chúng ta muốn làm ác thì chúng ta cứ việc làm, đâu ai mà phản đối nha. Anh làm ác thì anh cứ làm. Khi nào mà pháp luật mà phát hiện anh làm ác thì pháp luật trừng trị anh bằng cách bỏ anh vô tù. Thì lúc đó anh dám chịu, anh khóc ô hô, anh cười hài hải gì đó là chuyện của anh. Thật ra chúng ta đang sống trong một thế giới mà chúng ta tự do để hành xử con người của chúng ta. Một ngày kia quý vị biết rằng là chúng ta sẽ mất tự do đó. Khi mà chúng ta đọa mà chúng ta đọa xứ thì chúng ta cũng có tự do nữa. Ở đó chúng ta không còn gì nữa. Là sao một người mà bị hành hạ, tù tội, một bị những cái cuộc hành hình mà gọi là có tự do. Người ta muốn em ra mình, người ta xử mình đó, người ta xử như thế nào, người cho bạc dầu sôi, người ta cho ngồi hầm trong, người cho ta lửa, rồi người ta cho sắt cắn, người cho quỷ sứ đâm chém chúng ta, thì làm gì chúng ta có sự tự do? Thì bây giờ đây là cơ hội tốt nhất này, là chúng ta có sự tự do, mà chúng ta không lựa chọn cái sự tự do này thì không biết cái, còn cái tự do nào nữa để mà chúng ta mong cầu. Thành ra quý vị phải đi đến cái chỗ này. Rồi tới cái tâm thứ sáu là cái tâm mà gọi là Đà La Ni. Đà La Ni quý vị hiểu không? Chắc có lẽ quý vị cũng nhiều khi cũng mơ hồ, không biết Đà La Ni là cái gì. Cái này không phải tiếng Việt đâu. Cái này không phải tiếng Việt, thành ra tôi cũng không hiểu Đà La Ni là cái gì, cứ thắc mắc yêu hoài. Nếu mà quý vị có thắc mắc Đà La Ni là cái gì á, thì quý vị cũng thể thực hiện được cái tâm này. Thành ra hôm nay thầy giải thích cho quý vị hiểu. Nếu mà quý vị nào mà hiểu rồi thì cố gắng ghi nhớ thêm, còn không hiểu thì cố gắng ghi nhớ, nghe rồi hiểu. Đà La Ni là tiếng Phạn, mà dịch nghĩa ra tiếng Trung Hoa gọi là tổng trị, mà dịch cho tiếng Việt có nghĩa là nắm giữ. Nắm giữ tức là khi mà chúng ta thể hiện được cái tâm nắm giữ là chúng ta đã thể hiện một cái tâm chắc chắn rồi, một cái tâm mà chúng ta đã gom được tất cả các pháp rồi, gọi là tổng trì, phải gom được tất cả các pháp rồi, và chúng ta cứ việc mà triển khai tất cả các pháp ra, và chúng ta có thể nói là biết đường đi, biết nước bước, và biết tất cả các mánh khóe để mà chúng ta có thể đạt tới giải thoát. Trong một đời này chúng ta chắc chắn là sao? Đừng có nói mà chúng ta liên tục mà niệm Phật cái miệng rồi chúng ta không để gì tới nữa hết. Thưa quý vị, không bằng một người mà xuống đời cả cái niệm Phật bao giờ. Và khi mà họ phát hiện ra cái niệm Phật mà nó có công đức như vậy, họ cho phát nguyện niệm Phật một thời gian ngắn rồi họ mới tìm được bản chất. Quý vị có biết là có những vị thiền sư, những vị tổ của niệm Phật ngày xưa, là có nhiều vị nghĩa là không bao giờ niệm Phật cả, mà khi ai hỏi tới niệm Phật đó, thì là các vị đó còn đôi khi còn chỉ trách nữa, còn nói là tôi mà niệm Phật một tiếng là tôi phải xuống biển 3 ngày. Là tại sao quý vị pháp sư đó, quý vị cao tổ đó mà nói, dám nói câu như vậy?
chúng ta có dám nói là chúng ta niệm Phật một câu chúng ta xúc miệng 3 ngày có vẻ như chúng ta đang phỉ báng Đức Phật à? Để con niệm Phật à? Sự như các ngài đã nói rồi là các ngài đã tự tại rồi, chúng ta không hiểu. Các ngài đã nắm giữ tất cả các pháp ở trong đó rồi, thành ra cái pháp nào nó cũng là một điều tới cái chỗ giải thoát. Các vị đã nắm giữ rồi thì các vị đâu còn mà e ngại gì nữa. Cho nên từng hơi thở các vị là một tiếng niệm Phật, từng lời nói của các vị đó, từng cái tư tưởng của các vị đó là một con niệm Phật. Thì còn cái chỗ nào để mà các vị đó niệm Phật nữa? Nếu mà các vị đó niệm Phật nữa thì các vị đó là hóa ra là lừa trên chúng sanh và lừa cả chính mình. Thành ra không cái chỗ nào mà để các vị đó còn cái cơ hội để mà niệm Phật nữa. Thì các vị đã đầy đủ rồi, hơi thở ra vào là một tiếng niệm Phật, tư tưởng biến chuyển là một tiếng niệm Phật, nói năng một lời nào là một tiếng niệm Phật, tất cả thân tâm ba nghiệp đều dồn vào trong tiếng niệm Phật, thì không có chỗ nào để các ngài tu nữa. Cho nên các ngài thường nói người mà nó rồi đó, thì không cần thức ăn. Bây giờ thấy cái câu nói này hay không? Người mà no rồi đó, đâu cần thức ăn. Như hiểu ngược lại, thức ăn ngon không cần thiết cho người nó bụng. Thức ăn ngon đâu cần thiết cho người nó bụng nữa. Thành ra mình thấy trường hợp mà các vị đã nói rằng một con niệm Phật ta niệm, ta xúc miệng 3 ngày là nó thừa thải quá, mà cái ngày đã tự tại rồi. Thành ra Phật mới nói một câu là trong 49 năm trường ta đã đem tất cả những cái gì mà ta tìm kiếm để hóa quá chúng ta, nhưng cuối cùng ta thấy không, ta không có nói lời nào, không có thuyết hóa một cái lời nào hết. Đừng nói là Như Lai có thuyết pháp, đừng nói Như Lai độ sanh. Người nào nói như vậy là có thể là phỉ báng Như Lai. Vì sao? Vì Đức Phật biết hơn chúng ta, tất cả các pháp đều là giải dối, không có thật. Thì có cái pháp nào mà Đức Phật Ngài nói? Chẳng qua là Ngài phương tiện Ngài nói. Ngài nói trong cái điều kiện mà tùy duyên và tùy căn cơ của chúng ta. Suốt 49 năm trường đó, Ngài chỉ quan sát căn cơ của tất cả mọi người để mà Ngài tùy duyên ngõ đó được. Chứ Ngài không có nhất định là phải nói một pháp nào. Cho nên Ngài nói ta không có nói một pháp nào là đúng sự thật như vậy. Đức Phật không có nói lời nào, chỉ là duy hướng độ chân thôi. Chỉ là đem cái pháp này phương tiện để nói, đem cái pháp kia phương tiện để nói, mục đích là nó làm cho cái người nghe được thức ngộ chân lý, là chúng ta nhờ cái đó mà chúng ta giải thoát. Thật ra bây giờ quý vị không cần phải học cái gì nhiều ở trong đây. Quý vị có bắt chước bà già, bắt chước bà già, bắt chước ông già, cứ tin và niệm Phật. Bởi vì người ta nói là bà già trầu cứ nghĩ là nhắm mắt niệm Phật mà là được vãng sanh, còn hơn là một người nghĩ là đi thức ngộ tất cả mọi vấn đề, nói năng nghĩa là nó hoạt bát, mà cái tư tưởng không có một cái niệm để cầu vãng sanh. Những tự mãn với con người của mình nó giỏi mà, cho nên họ thấy rằng họ vinh quang, cho nên họ coi câu niệm Phật đó là một cái pháp trong muôn vàn pháp mà họ biết, và họ nghĩ rằng họ còn thời gian để họ tu tập những cái pháp mà cao siêu hơn cái pháp niệm Phật ở chỗ quan niệm như vậy. Còn mấy bà già đấy, mấy bà gần chết rồi, quý vị biết không, mấy bà già mấy bà gần chết rồi, cho nên mấy bà cứ nghĩ là thôi thí mạng cùi già này niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật để cầu vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thành ra mấy bà lại được vãng sanh. Còn cái ông nội kia cái tối ngày cái lo lên pháp đàn là nói này nó đủ thứ, nói hàm mà làm chuyện rốt cuộc con đường vãng sanh nó chặt lắm, nó không được vãng sanh. Thành ra người ta nói chỗ lên hãy bắt chước mấy bà già là chắc ăn nhé, bắt chước mấy bà già mấy ông già là chắc ăn nhé, cứ niệm Phật theo mấy bà là ăn tiền. Tại mấy bà là tới cái tuổi mà quá đắt rồi, mấy bà nó làm cái gì cũng ai khen, mà có cái gì nữa thì cũng ai để ý tới mấy bà. Thành ra mấy bà cứ một tâm thôi là Nam Mô A Di Đà Phật biết rồi, rồi đi làm công đức, rồi đi cứu trợ, rồi đi làm từ thiện. Tâm niệm mấy bà lúc nào cũng nghĩ đến chuyện mà
giúp người ta nguyện là được vãng sanh về thế giới Tây Phương này. Chỉ có cái tâm đơn giản gì thôi mà mới được vãng sanh. Còn mình ý trai trẻ, ý mạnh khỏe, ý là có học thức, rồi mình cứ chấp nơi pháp này, chấp nơi pháp nọ, rồi lựa chọn môn này, môn kia, môn kia. Ăn rồi cứ đi nói những cái chuyện mà để chứng minh rằng mình là cái người mà có học, có trình độ, hay là có cái gì đó, đại khái gì. Rồi rốt cuộc rằng mình là chết đứa quá, mình không đi được cái gì đâu trời trời. À, mình thấy không? Mình thấy quý vị nghe câu chuyện một con thỏ với con rùa mà nó đi đua, nó chạy đua đó, chạy đi điểm A tới điểm B. Con rùa nó biết thân phận nó đi chậm chậm vậy, nó biết mà đào làm tới, nó nắm chắc cái thua trong tay rồi, cho nên nãy cứ cố gắng đi. Còn thỏ nó biết nó phóng một cái là chừng ba năm bước, bảy bước thì nó tới chỗ, cho nên nó ghé chỗ này nó chơi, nó ghé chỗ kia nó chơi, ghé chỗ nào nó chơi. Đôi khi trên đường đi nó nằm ngủ khì này, thì con rùa nó cứ đi nó nghĩ gì, nó nghĩ thân phận nó đi chậm quá thôi, nó ráng đi. Cuối cùng nó tới đất trước. Con thỏ gì mà là không tới đất trước. Tại câu chuyện ngụ ngôn đó để cho chúng ta biết là chúng ta phải an thân thủ Phật, chúng ta tin tưởng vào cái pháp môn niệm Phật, và chúng ta hành trì một cách miên mật. Rồi chúng ta cứ nghĩ rằng cái thân phận phàm phu chúng ta đã khổ đau nhiều rồi, bây giờ chỉ có một cái bảo sở, một cú cánh, là chúng ta phải ráng mà đi tới đó. Đi được tới đó là chúng ta viên mãn, chúng ta hoàn mãn được cái số phận của chúng ta. Thành ra cái tâm niệm ni này được Đức Phật dạy như thế này: này Duyên Nghiệp, người niệm Phật phải phát khởi tâm trí nắm giữ tất cả các thiện pháp, đồng thời chế lấp tất cả các ác pháp, đó gọi là đà ni tâm. À, quý vị thấy không, một cái bài kinh của Đức Phật nói ra lúc nào cũng kết thúc bằng một câu thần chú đà ni, thì cái căn thầu chữ thần chú đà ni đó là nó kết tinh và nó mang cái diệu dụng tinh hoa của Đức Phật để bảo hộ cho toàn bộ những cái lời kinh của Đức Phật nói ra. Đôi khi những vị Bồ Tát cũng đứng lên cũng nói một cái đà ni, cái thần chú để mà độ cho những cái người mà trì tụng cái kinh đó được cái tư thế vững chắc và được cái sự mà họ trì để mà đi tới cái chỗ mà đạt được kết quả tốt. À, cho nên cái tâm mà nắm giữ tất cả các thiện pháp đó, nó có cái khuynh hướng là nó phát triển được cái thiện pháp và nó ngăn được cái ác pháp. Thì như vậy mình thấy rằng khi mà mình nắm giữ các pháp mà mình tu tập theo trọng trì là nó đi đó, thì mình thấy là mình được có một cái bùa bỏ mới. Thành ra cái tâm này chúng ta phải phát động lên, và cái tâm này chúng ta phát động lên và chúng ta cố gắng tu tập. Cái đà ni này nó có nhiều cái hình thức lắm. Ví dụ như tín tâm đà ni. Tín tâm đà ni là chúng ta phải nghĩa là có một cái tâm trạng làm sao mà chúng ta tin tưởng tất cả những lời dạy của Đức Phật, nó thốt ra từ kim khẩu của Đức Phật. Thầy thú thật với quý vị, có người họ tu mà họ không có tin mấy đâu. Hình như họ tu là cái nghiệp của họ sao đó, chứ bản thân họ không tin. Là tại sao có những vị pháp sư mà đứng lên mà thuyết pháp nói rằng cái cõi thế giới Tây Phương Cực Lạc là cái cõi hiện hóa, cái cõi đó Đức Phật, nên là nếu mà không phải mà Đức Phật ngài tạo ra để mà ngài dẫn dụ cho chúng sanh được siêu lệ, thì cái cõi đó chúng tôi cũng không thèm thấy là nó có thật. Vì cái kính A Di Đà đó, có vị pháp sư đã từng nói như này, là không phải dọc tuyết mà nó có sao Đức Phật 600 năm. Mà thầy không hiểu tại sao mà quý vị đó mà là một pháp sư, nghĩa là người xuất gia tu hành đó, mà dám khẳng định là A Di Đà Phật là bộ kinh mà có sao thời Đức Phật, và bộ kinh đó không có cái dấu hiệu dài gì của Đức Phật hề nói đến. Thì như vậy là quý vị phải hiểu rằng cái vị pháp sư đó bản thân không tin Phật, mà còn mạnh miệng đi tố giác để người ta biết là cái bộ kinh A Di Đà là giả, là không có thật. Bây giờ chúng ta nghe cái trường hợp như vậy thì chúng ta làm sao?
cái đỡ chúng ta là không phải ra tranh cãi, nói ông nói sai rồi. Nếu mà mình nói người ta nói sai thì người ta sẽ hỏi ngược lại mình, nó nói không lấy cái gì để không biết cái này gì đà là thật không. Thì có thấy mình không đủ trình độ để mình đáp đối đáp thì mình sẽ cứng họng. Thật ra trong cái trường hợp đó, đó những cái người mà họ tuyên bố là họ không có tín tâm đà ra ni, tức là họ không có nắm giữ được tất cả cái pháp, mà họ chỉ nắm giữ một phần cái pháp. Do đó có những pháp mà họ lỏng lẻo, họ không tin. Như vậy là khi họ nói ra là không có chỗ hở. Cho nên chúng ta tu niệm Phật Ba La Mật là chúng ta phải bao gồm cái tín tâm đà ra ni. Chúng ta phải có một cái tín tâm mà gương giữ tất cả các pháp để mà chúng ta làm cái điều kiện để mà giải thoát tùy nguyện. Thì là tín tâm đà ni rất quan trọng, vì đạt trọn lòng tin thuần phát trong suốt nơi bản nguyện của Đức A Di Đà cùng sự hộ niệm của chư Phật ở mười phương. Chúng ta thấy một cái pháp niệm Phật này đơn giản đó, mà chúng ta phải là hiểu tận cùng, và có thể là chúng ta phải cần nghiên cứu nhiều cái kinh sách về tịnh độ để chúng ta có thể mà nắm giữ được cái tâm đà ra ni này. Rồi chánh kiến đà ra ni, chúng ta cũng phải có một cái nhìn mà đúng như Phật tướng, chính xác. Vì đúng như thật, quan sát khéo léo tất cả các pháp đang diễn biến ở trong tâm và ngoài thân. Bây giờ chúng ta làm sao mà chúng ta nghĩ là thấy được tất cả các pháp đang diễn biến ở trong tâm và ngoài thân? Thì chúng ta cái căn cứ theo bộ kinh mà Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật Ngài đã từng nói. Ngài nói sao? Thưa quý vị, Ngài nói á, là cái gì á mà mình thấy nó có hình cả tướng thì cái đó nó không thật. Rồi Đức Phật nói á, cái gì mà nó có thật á là nó không bao giờ tan vỡ. Thì mình chỉ nắm hai cái mấu chốt là thôi, là mình có thể biết được cái diễn tiến trong thân và ngoài tâm của mình và ngoài thân của mình. Thì bây giờ đấy, ở trong cái con người của mình nghĩ cái gì? Mình nghĩ đó, nghĩ tay, nghĩ quá khứ, nghĩ hiện tại, nghĩ vị lai. Chúng ta nghĩ là suy nghĩ nhiều hơn lắm, thì chúng ta phải tự biết rằng tất cả suy nghĩ đó là vọng tưởng của chúng ta. Mà vọng tưởng chúng ta chỉ trừ được do cái năng lực mà niệm Phật của chúng ta. Nếu mà chúng ta không dùng tiếng niệm Phật để áp chế cái vọng tưởng đó thì cả đời chúng ta chỉ về vọng tưởng chi phối. Vì vọng tưởng nó không có thật. Vì nó có thật thì nó không bao giờ biến mất. Vì chúng ta thấy không? Người ta nói tại sao người ta nói chúng ta không thể uống nước trong cùng một dòng sông? Là vì sao? Là cái vì dòng sông nó chảy, nước nó chảy liên tục. Chúng ta uống cái nước của dòng sông nó chảy đang chảy này, một giờ khác chúng ta uống này, chúng ta uống cái lượng nước từ ở một cái dòng chảy nó khác nhau. Và chúng ta thấy là mọi vật nó đều biến chuyển, nó đều chuyển động theo cái thời gian, và không có cái gì mà chúng ta tái lập lại một lần nữa những cái gì mà chúng ta đã nhìn thấy nó trôi qua. Thành ra thời gian nó trôi đi chúng ta cũng nắm được nha. Nước chảy chúng ta cũng chặn lại được nha. Nhưng ta còn ở lại, còn ở lại với một ý thức tuyệt mỹ là chúng ta biết rằng đó là một trạng thái biến động của tâm thức. Chúng ta biết nó đang chuyển biến chuyển. Thành ra cái chứng kiến ở đây là tức là cái nhìn chân chánh, cái nhìn đúng như thật, và chúng ta thấy các pháp nó biến động như vậy. Nên chúng ta phải lưu giữ nó và biết nó là trong cái trạng thái biến động. Cho nên gần như chúng ta giống như ta nhốt các pháp lại. Ví dụ như ở ngoài đời quý vị nuôi đàn gà, quý vị không có làm chuồng nó mới nhốt mấy cái đàn gà đó, thì tâu trộn cáo nó vô nó đớp hết rồi, tao có lại đàn gà nó mất hết rồi đơn rồi. Thì các pháp mà chúng ta tu tập cũng vậy, chúng ta phải giữ vững từng pháp, rồi chúng ta phải gom nó lại và chúng ta phải dùng một thần chú để mà canh giữ nó. Đà La Ni là có cái hay của đó. Thật ra quý vị thấy không? Đọc một kinh nào chúng ta cũng nghe Đức Phật Ngài thuyết một thần chú. Bây giờ Thầy nói đơn giản cho quý vị hiểu. Tại sao mà kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa kết thúc bằng cái câu chú Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề
ta bảo họ tại sao kết thúc bằng cái câu đó. Tại cái câu đó là cái câu mà kêu mà gom hết tất cả tinh hoa của bài thần chú đó. Mà khi chúng ta niệm một câu đó thôi là chúng ta sẽ thấy rằng cái tâm linh của kinh nó tiến dữ lắm. Và tâm linh chúng ta có thể nắm giữ hết tất cả những cái gì mà cái bài thần chú đó đó. Mà quý vị nó biết cái bài kinh Bát Nhã Ba La Mật là cái bài kinh được tóm gọn lại còn lại 284 chữ hay sao đâu, là do một cái bộ kinh 600 quyển mà Đức Phật ngài đã thuyết tròn 22 năm trong cái thời kỳ Đức Phật thuyết cái kinh Bát Nhã. Thì quý vị biết là nó vĩ đại như vậy và nó cô đọng lại bằng cái bài kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Mà chúng ta chỉ cần niệm cái thần chú yết đấy đấy ba la đấy ba la tăng đấy bồ đề tăng bồ là chúng ta có thể nghĩa là nắm hết tất cả cái tinh hoa cái bài chú đó và chúng ta có thể an trụ được trong cái niết bàn, trong cái cảnh tình giới của chúng ta. Như vậy chúng ta thấy đó, Phật pháp rất linh diệu mà chúng ta không có nắm được cái đó, thành ra chúng ta không thấy được cái linh diệu của nó, rồi chúng ta thời gian chúng ta bỏ qua, chúng ta không hiểu được cái gì mà là nó tốt và cái gì mà nó xấu, cái gì mà nó cần là giữ lại, cái gì mà nó không cần giữ lại. Đó. Rồi tư duy là nó đi, chúng ta tư duy là chúng ta nên suy nghĩ rằng vì thường xuyên và tốt triệt thể tánh của tất cả các pháp sinh gỡ khởi trong từng sát na hoài diệt. Cái thể tánh của tất cả các pháp là cái gì biết không? Thể tánh á, tất cả các pháp nó đều có cái thể tánh của nó. À, nó trong từng sát na nó sinh diệt, vì không có pháp nào nó tồn tại. Thứ quý vị à, quý vị nghĩ coi một cái con người mình có cái chỗ nào tồn tại đâu đó. Khi mình trẻ thì mình đẹp, khi mình già thì mình xấu, khi mình khỏe thì mình chạy nhảy, khi mà mình bị bệnh thì mình đi cả nhắc cả nhắc. À, khi mình bình thường á mình nói năng rất là vững chắc, mà khi mà mình bị cái thế lực nào nó vô đến người mình thì mình nói năng từ mẹ bà. Đấy, con người mình nổ một cái pháp ở trong cái con người mình là nó đã biến động, là nó chuyển động nhiều kiểu lắm. Thế nên con người mình nó phức tạp ở chỗ là mình không thấy được nó, không hiểu rõ được cuồng ngộ của nó, cuồng ngộ của nó. Rồi chúng ta như là ngay cả một con người của mình không có không thua được, mình không có làm chủ được. Cho nên mình không thể làm chủ được ai, mình không thể dạy dỗ được ai. Con người của mình đôi khi mình phải hiểu nó, là phải thường xuyên thấu triệt thể tánh của tất cả các pháp sinh khởi trong từng sát na hoại diệt. Nó trùng trùng, nó biến đổi, cái vũ trụ này nó cũng vậy, nhân sinh địa biến đổi, vũ trụ trong từng sát na nó biến đổi. Quý vị biết là cái số mà tinh cầu ở trên cái thế gian này nó nhiều nữa, nó nhiều đến độ mà phải nói là hàng tỷ tỷ, chứ không phải cái địa cầu của chúng ta đâu. Cái địa cầu chúng ta chỉ là một tinh thể ở trong cái vô lượng cái tinh cầu mà chúng ta xác nhận được, thấy được, tin được. Vì Đức Phật ngài nói là hàng ngàn sa số tinh cầu, dải ngân hà có nhiều quá, một dải ngân hà là hàng tỷ cái tinh cầu. Vì chúng ta nghĩ rằng cái vũ trụ này nó rộng lớn chưa, trái đất mình có chút xíu rồi. Mặt trăng mặt trời còn lớn hơn trái đất, mặt trăng lớn hơn cái đất mưa, mặt trời lớn cho đất cả trăm lần, trái đất mình có chút xíu à. Mình đâu có nghĩ thấy gì đâu, mình đâu có tưởng tượng được, trái đất mình có chút xíu không? Mà mình đã hiện diện ở đây cùng với 7 tỷ người sinh hoạt trong quả đất chút xíu đó. Thì mình tự hỏi mình là cái gì trong cái vũ trụ này, mình tự hỏi một con người mình đóng vai trò gì trong cái vũ trụ này, là một hạt cát, hạt bụi à. Mình không nghĩ lấy vai trò trên hết. Cho nên khi mình tư duy rằng tất cả các pháp mà nó sanh diệt chúng từng sát na rồi nó hoại diệt đi là đúng, là đúng như cái lời Đức Phật đã nói, mình tư duy cái đúng đó. Cảm ứng đặt đăng đi, quý vị biết không, là cái thần chú của Phật đó, nó linh thiêng lắm. Nó có thần chú mà án mới đi bắt vào mà, quý vị có nghĩa, có hiểu cái nghĩa án mà đi bắt vào là cái gì không? Quý vị phải hiểu cái nghĩa an mà đi bắt đi hồng á là cái gì, thì tự nhiên quý vị niệm cái đó quý vị tự tin rồi. Dạ.
Ví dụ không? Bây giờ không hiểu thì thầy nói đi. Ái mà niệm Phật giàu. Câu đơn giản sao câu luật tự tình hạ niệm. Chứ án mà niệm Phật giàu á, nó có nghĩa là cái trí tuệ từ cái hoa sen nở ra. Nó có nghĩa đơn giản vậy. Mà chúng ta không biết tại sao mà chúng ta niệm lên nó linh thiêng như vậy. Tại vì thầy muốn nói là cái mà tuyệt kỹ mà cái thằng chú mà Đức Phật nói ra ở trong kinh điển nói là chỉ có Phật với Phật mới hiểu. Tại sao mà chúng ta tụng kinh mà Đại Bi Chú đó mà chúng ta cầu cái gì cũng được. Chúng ta cầu thăng quan tiến chức, cầu giàu sang sung sướng, cầu vợ đẹp con ngoan, cầu nhà lời xa xa hơn, cầu cái gì cũng được cái nấy. Sướng mình đi tu thành Phật pháp mình sướng cái chỗ đó là Đức Phật cái cho mình một bùa hộ mà mình không biết xài. Có người không có tin Đà Rơ Ni thằng chú Đại Bi thằng chú mà là có cái linh diệu như vậy, cho nên họ tụng họ tưởng ở bờ thôi, họ tụng lấy có thôi, mà họ không biết rằng khi mà họ tụng cái thằng chú lên đó, vì biết thằng chú là cái gì không? Nó chỉ có 84 câu thôi, mà cả 84 câu đó mỗi một câu nói là một cái danh hiệu của Đức Quan Tham Bồ Tát hóa hiện ra độ chúng sanh. Mà mình ngày đêm mình hết lòng mình trì chú, mình đem hết tâm lực của mình mà mình niệm cái danh hiệu đó hoài, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà 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 Phật, đó mình niệm hoài đó. Tức là mình lấy cái danh hiệu của Đức Phật mà mình nhập vào cái tâm thể của mình thì làm gì mà không linh nghiệm. Quý vị có nghĩ coi, quý vị có biết là khoa học bây giờ người ta tìm ra một cái ám thị, một cái tự kỷ mà người ta đã khám phá được con người đó, nó có cái năng lực đó. Bây giờ thầy kể cho quý vị nghe một câu chuyện mà quý vị thấy rằng cái năng lực của con người đó nó ứng hợp Phật pháp, nó có nhiều cái điểm mà kêu bằng rất là ăn khớp với nhau. Thì có một con bác sĩ đó, con bác sĩ đang mà ổng có một lần đó, ổng đi du lịch về cái vùng quê đó, ổng chơi thì ổng có quen một cô gái đẹp lắm nhà quê, thì ổng điều về bác sĩ đó, cho nên là ổng ngỏ cái tình yêu với cái cô gái này, thì cô gái ok nghe, thì cô gái thấy là anh bác sĩ là đẹp trai, ăn nói là duyên dáng, rồi là ảnh lại ngỏ lời yêu mình nữa là thích quá. Rồi hai người nghĩa là kết thân với nhau rồi trở thành những người yêu, và cô đó đã trao thân cho anh thạc bác sĩ này. Thì khi mà anh ấy trở về đô thị để làm việc thì cái cô gái này báo cho anh biết một cái tin là cô gái đã có thai. Thì anh chàng đó anh suy nghĩ, anh nói rằng mình ở thành thị, địa vị là bác sĩ, ở đây biết bao nhiêu gia nhân, mình có thể cưới làm vợ, tại sao mình phải đi về thôn quê mình cưới một cô vợ tầm thường quê mùa. Anh nghĩ thế cho nên anh lơ là cái tin, và anh nghĩ rằng thôi anh quên. Thì cái người cha của cô gái đó mới biết được tin con gái mình đã có bầu với một anh bác sĩ, mà anh bác sĩ này cố tình nữa là không tiến tới hôn nhân với cô đó mà để cho cô đó đau khổ. Nên ông già tức lắm, ông tức lắm vì vậy. Mà ổng là làm người thợ rèn, thợ rèn ổng tức quá, mỗi lần mà ổng rèn cái gì đó ổng đập cái búa xuống thì ổng kêu cái tên thằng bác sĩ ra ổng chửi, ổng nói mày là đồ sơ canh khốn nạn, mày hai con gái tao, ổng chửi ổng dợn một cái tiếng búa xuống cái vật mà ổng rèn đó, ổng chửi một câu. Thì cái ổng chửi xong ổng nghĩ đến hình ảnh cái thằng bác sĩ. Thì ở đô thị, cái ông bác sĩ đó cứ mỗi lần mà ông, cái ông già mà ông chửi như vậy đó thì ông ôm đầu ông la đau đầu lắm. Mà tại sao một cái nơi nhà quê mà ông kia ông chỉ dẫn một cái búa xuống cái đồ rèn, ông chửi ông bác sĩ, mà ông bác sĩ ở Sài Gòn, ví dụ Sài Gòn đấy, là ông ôm đầu ông đau, là vì cái sự mà liên quan thân
thần cảm. Giữa cái tư tưởng của ông này, giữa cái hành động của ông này, nó thẳng tới cái hình ảnh của ông kia. Thành ông kia cứ ôm đầu mà đau, mà biết nhiêu tại sao mà đau như vậy hoài, ngày nào ông kia cũng rèn ông này đau. Thì một hôm có người bạn đến chơi, ông này ông thổ lộ như vậy. Thì ông ngờ cái ông bạn là một bác sĩ tâm lý, ông nói chứ ông cái gây oán thù với ai không, anh có làm cái gì làm lỗi không? Có thể là cái người mà bị anh làm cho đau khổ đó, nó chủ yếu anh bằng nhiều cái lời nghiệp vụ đó. Cái ông bác sĩ ông chưa quỳnh tỉnh ngộ, nhớ lại mối tình của ông, một cái tình qua đường với cái ông với một gái đó, ông thợ rèn ở nhà quê. Nó đúng rồi, tôi có quan hệ với cô gái mà cái cô gái đó có báo tôi biết là cô đã có bầu mà tôi không quan tâm nữa. Thì chắc có lẽ là cô gái nó nghiền rủ tôi, cho nên tôi bị nhức đầu cách kỳ lạ. Chứ thì ông bạn không nói chứ, như vậy mày phải mau mau xuống dưới đó mà mày xin lỗi người ta. Tự nhiên cái bệnh nhức đầu của mày hả? Thì ông mới khăn gói ông mới xuống ngay cái nhà ông ta đi. Thì quý vị biết không, ông vô ông bày tỏ cái sự hối hận không? Thì tự nhiên cái bệnh nhức đầu ông hết. Là cuối cùng nó phải bắt buộc phải cưới cô gái đó ta. Đó cái tự kỷ đó, cái mà thần giao đó, nó có như vậy thì tại sao chúng ta không tin rằng, không tin rằng cái lời cái thần chú của Đức Phật hay là một cái niệm tưởng gì có liên quan đến Đức Phật mà không có đem lại chúng ta một cái kết quả mà thù thắng như vậy. À, thành ra chúng ta niệm mà đại bi chú đó, chúng ta thấy linh thiêng lắm, chúng ta cầu cái gì cũng được trời trơn. À, mà cái vấn đề là chúng ta có niệm hay không, chúng ta có đặt hết niềm tin vào cái thằng chú đại bi hay không. À, thành ra đó, bất cứ một cái bài kinh nào Đức Phật cũng kết thúc bằng một cái câu thần chú, thì câu thần chú đó là kết tinh của những cái tinh hoa của bài kinh đó, và chúng ta chỉ niệm cái thần chú đó là cũng đủ công đức bằng chúng ta tụng một bài kinh đó. Đó. Thành ra cái cảm ứng đại lý này đó là chúng ta phải khởi tâm lên mà cầu mà lưu giữ, vì luôn luôn thâm nhập tất cả bản nguyện của chư Phật. À, rồi ý lạc đà la ni phải an trụ nó lực tiếp dẫn của chư Phật và thánh chúng. Ừ, vì tất cả chư Phật Bồ Tát khi mà nói thằng chú đại la ni thì các ngài đều có một cái bản nguyện là cứu độ chúng sanh. Thành ra các ngài không nghĩ khi thấy chúng ta niệm nó và giữ gìn nó và nghĩa là lưu tâm về nó. Được tâm tam thế đà la ni, vì tự tại an nhiên giữa cảnh tượng của nhân quả tương trục trong ba đời, cũng như thông suốt nghĩa lý Phật pháp của tam thế chư Phật. Tam muội đà la ni về an trụ trong danh hiệu bất tư nghị, nơi nghe thấy điều phi pháp mà tâm chẳng loạn, sống nơi cảnh loạn trược mà không trôi lăn. Cái này là chúng ta làm sao mà để cái tâm thể chúng ta nó nhập vào trong cái tâm thể của đại la ni và tam muội, tức là chúng ta thắng được những vọng tưởng mà chúng ta đạt được lực. Quý vị có thử đây rồi, quý vị biết nào có thằng chú mà chủ đề đó. Nếu mà quý vị mà niệm một cách mà nghĩa là tích cực đó, niệm mà kêu bằng không có để một cái vọng tưởng nào chen lắm, thì quý vị có thần lực kinh khủng lắm. Thầy nói đây không phải là thầy dụ quý vị tu về một tông đâu, đây là thầy đang giảng để cho quý vị tu về A Di Đà Phật. Mà cái tâm mà Đà La Ni này đó, là cái tâm mà phải cần quý vị phải hiểu cái đó, thì quý vị có thể ứng dụng nó để mà kết hợp với cái câu niệm Phật. Thật ra cái câu niệm Phật cũng là một thằng chú tương tự, cái thằng chú đinh thiên Nam Mô A Di Đà Phật đó, phải tầm thường.
Thầy đã giảng về cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật cho quý vị nhiều lần. Không biết quý vị còn nhớ được không? Chắc quý vị chắc là đem bỏ chợ đó. Có người nào còn nhớ ý nghĩa của Nam Mô A Di Đà Phật không? Đứng lên nói thử. Thì nghe thì biết là quý vị thật là tu dữ lắm. Hay là quý vị quên rồi đó. Chứ Nam Mô A Di Đà Phật đâu phải tầm thường đâu. Mà quý vị đang niệm một cái nghe là kinh khủng. Cho đến niệm một cái mà có thể nói là nếu mà một người nào hiểu ra thì căm phục đến độ mà quỳ xuống lạy quý vị, phải coi như quý vị là Phật chứ không phải là người tầm thường. Cái Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ thì nhắc lại nha. Nhắc lại để coi cái quý vị còn nhớ không đúng ha. Cũng không chịu cho nhắc lại nha. Rồi bây giờ nói chứ Nam Mô A Di Đà Phật thì nghe nha. Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là gì? Trời ơi, mình thấy được tiếng Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là gì đó thì mình mới ham hở niệm Phật chứ. Thì không biết Nam Mô A Di Đà Phật mình cứ tưởng là trời ông Phật làm gì mà ghéo đéo ông hoài vậy. Nếu ông bực mình, ông cũng đi mình ở cái cõi đó ta bà này thêm làm gì ông rước mình về tay cũng được lại. Chứ mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật có phải là niệm ông Phật không? Cái đó phải là niệm ông Phật A Di Đà không? À, nếu mà người nào nói rằng tôi niệm A Di Đà Phật tức là tôi niệm Đức Phật A Di Đà và cầu mong ngài đem cái đại lực, cái oai lực của ngài mà cứu rỗi tôi cho tôi sanh về cực lạc, là người đó hãy nên về nhà đó, nhảy xuống giường mà tự tử chết cho rồi. Bây giờ cái đó mà mình nghĩ như vậy thì đời nào mình thành tựu được cái pháp môn niệm Phật. Thưa quý vị, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là mình niệm một cái gì mà cao siêu kỳ ảo mà nó quyền nhiệm mà nó có công năng mà đưa mình tới một cái thân thể mà quát ngang bao la rộng lớn. Nam là gì? Là hướng về. Mô là gì? Là đổi thể. A là gì? Là hư vô. Di là gì? Là to lớn. Đa là gì? Là rộng khắp cùng khắp. Phật là gì? Là trí tuệ. Quý vị ráp lại tất cả những ý nghĩa đó xem mình niệm cái gì. Có phải là mình niệm cái trí tuệ hư không, bao la, rộng lớn, cùng khắp? Có phải vậy không? Chứ đâu mình hỏi niệm Đức Phật A Di Đà đâu. Mình đâu có niệm Đức Phật A Di Đà. Mà mình niệm một cái tâm thể mới là cao siêu, cùng cực, kỳ bí. Thì tại sao mình cũng nghĩ đến cái niệm đó? Cái xứ ná đưa mình về tới với Tây Phương Cực Lạc. Thưa quý vị, đúng không? Thế mình nên làm một công tác mà mình chuyển khai cái tâm thể mình to bằng cái tất cả những cái gì ở trên cái thế gian này thì góp lại từng phần bằng cái tâm thể. Thì bây giờ thấy rằng cái niệm Phật không phải là cái đơn giản, cái đơn giản. Thành ra cái niệm Phật mà với cái tâm đà nó đi như vậy thì Đức Phật cho quý vị biết là đó mà là chân thật niệm. Từng ngày chúng ta học hỏi rồi chúng ta thấy rằng cái niềm tưởng Nam Mô A Di Đà Phật nó không phải tầm thường như ta nghĩ đâu, mà nó cao xa, nó quyền bí, mà nó huy nghiệm, mà nó thôi thúc chúng ta nghĩa là làm tăng trưởng cái bồ đề tâm để mà chúng ta có thể thực hiện được cái con đường của cánh giải thoát rốt ráo. Thì cái bài giảng ngày hôm nay thì ngưng ở đây. Tuần sau chúng ta tiếp, tuần sau chúng ta sẽ học tiếp. Thành ra quý vị khi mà học cái pháp niệm Phật bảy la mật này đó, và chúng ta phải đặt cái tâm thể chúng ta cao đó, chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta niệm Phật rồi chúng ta chỉ được kết quả cái công đức nào đó, không phải gì, mà chúng ta phải phát cái bồ đề tâm, phải nguyện độ chúng sanh, cùng chúng ta niệm Phật, nguyện chúng sanh vì sự đau khổ của chúng sanh mà chúng ta niệm Phật được bản thân được thế giới tây phương. Thì hôm nay thầy giảng nói với bình thường về cái pháp môn tu để chúng ta lãnh hội được rất nhiều thì chúng ta sẽ cung góp lại rồi từ từ chúng ta sẽ có những kết quả tốt trên cái bước đường tu tập của pháp. Thì mỗi tuần chúng ta cố gắng về để mà nghe giảng, thâm nhập kinh pháp
Thì cái thời gian vừa qua đó thì chúng ta cố gắng thôi. Thì thầy giảng đồng chuyện mà quý vị có lãnh hội không là một chuyện khác, thì thầy cũng mong muốn rằng quý vị lãnh hội đó một cách rút ra, thì cái sự lợi ích nó sẽ đến với chúng ta. Vì cái tư cách lãnh hội của chúng ta nó xa biệt. Có người nghe giảng nói chuyện, có người nghe giảng thì ngủ, có người nghe giảng thì lơ đãng nghĩ tâm nghĩ tay. Thành ra thầy cũng không bắt buộc không được tất quý vị mà nhiệt tâm nghe. Bây giờ buồn hướng rồi nhỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.